Trưa nay, một vụ va chạm liên hoàn giữa xe container và nhiều ô tô con đã xảy ra giữa cầu Hưng Lợi, nối hai quận Ninh Kiều và Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Sau cú tông của xe container, hàng loạt ô tô con nằm ngổn ngang giữa cầu. Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ trưa nay, xe container kéo theo rơ móc đi từ hướng Ninh Kiều về Cái Răng qua quốc lộ Nam Sông Hậu. Khi đến giữa cầu Hưng Lợi, các ô tô con phía trước đang đi tốc độ chậm. Tài xế điều khiển xe container không thắng kịp nên tông vào ô tô phía trước. Cú tông mạnh khiến ô tô này tông liên hoàn vào hai ô tô con khác rồi giăng sang phần đường ngược lại, gây ùn tắc giao thông tại cầu Hưng Lợi. Vụ va chạm khiến xe container hư hỏng phần đầu, chiếc ô tô đầu tiên bị tông trúng hư hỏng nặng phần đầu và phần đuôi, hai ô tô còn lại hư hỏng nhẹ.